Cô chào các em, chào mừng các em đã đến với kênh Cẩm Nang Tiểu Học. Video hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em luyện viết chữ S. Đây là chữ S viết hoa. Các em hãy đọc theo cô nào. S, S, S. Đây là chữ S viết thường. Các em hãy đọc theo cô nào. S, S, S. Đây là cách viết chữ S viết hoa. Đây là cách viết chữ S viết thường.